chiếc BMW X7 2019 đầu tiên tại Việt Nam. Quá đẹp. Và các bạn nhìn từ đường nét của chiếc xe cũng đẹp, không thể nào mà chê lỗi nữa. Quá là yêu thương luôn. Xe vừa cập bến ngày hôm qua các bạn nhé, là chiếc BMW X7 phiên bản 2019 bản mới nhất, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam bây giờ, tính đến thời điểm hiện tại. Còn số mác của bên showroom nước ngoài, showroom chính hãng BMW tại Đức. Bây giờ thì mình sẽ làm trải nghiệm nè. Bây giờ thì mình sẽ làm trải nghiệm mà chiếc BMW X7 đầu tiên tại Việt Nam.